tọa lạc tại phía bắc thành phố bên sông Cấm, khu công nghiệp dịch vụ và đô thị V-Ship Hải Phòng thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Thủy Nguyên, Hải Phòng được biết đến là một trong những dự án quan trọng của Hải Phòng nói riêng và phía bắc nói chung. Đây cũng là dự án được hình thành trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Singapore. Ngoài việc không ngừng mở rộng và phát triển, V-Ship còn có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng và môi trường. Trong đó, nổi bật là nhà máy xử lý nước thải tập trung cho toàn khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ, được hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2015 do công ty trách nhiệm hữu hạn Ecoba Công nghệ Môi trường là nhà thầu thiết kế và thi công xây dựng. Việc xử lý nước thải được thực hiện theo quy trình khép kín gồm xử lý sơ bộ loại bỏ rác và cát có trong nước thải, điều chỉnh nồng độ các chất ô nhiễm, tiếp đến xử lý hóa lý qua bể keo tụ, bể tạo bông, bể nắng sơ cấp để loại bỏ các kim loại nặng, chất rắn lơ lửng và một phần chất ô nhiễm hữu cơ. Sau đó là xử lý sinh học. Nước thải được đưa qua các bể xử lý thiếu khí, hiếu khí, bể nắng thứ cấp. Tại đây, nhờ hệ vi sinh trong bùn hoạt tính mà các chất ô nhiễm hữu cơ, nitơ, phốt pho trong H2O sẽ được loại bỏ. Cuối cùng là công đoạn khử trùng và xả thải. Nhà máy có công suất xử lý 4.500 mét khối trên ngày đêm. Đây là hệ thống hợp khối phục vụ xử lý nước thải cho cả khu công nghiệp và khu đô thị phức hợp. Được ứng dụng công nghệ tiên tiến tự động hóa hoàn toàn, đáp ứng QCVN 40/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường cột 2. Giải pháp xử lý tối ưu này đã